Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường việc kiểm tra hành vi xây dựng hạ tầng trái phép và có biện pháp xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tuyên truyền cắm biển cảnh báo, khuyến cáo cho người dân trong khu vực dự án không mua bán, chuyển nhượng đất nền sai quy định, đặc biệt tại các xã Long Phước, An Phước, Lộc An, Bình Sơn. Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện hành vi xây dựng hạ tầng không phép, sai phép, yêu cầu lãnh đạo địa phương phải xử lý nghiêm, kiên quyết theo đúng quy định, đồng thời thông báo tuyên truyền người dân trong khu vực không mua bán, chuyển nhượng đất nền tại các khu vực trên. Việc làm này đã tạo sốt ảo khiến giá đất ở khu vực quanh sân bay Long Thành bị đẩy lên cao, đồng thời có nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng phụ cận sân bay Long Thành.